là lúc mình chạy điên, mình đã chạy tới ba thê luôn, đã cô thầy vừa chạy vừa khóc cũng như con nít vậy đó, là lúc đó là hết biết rồi. Lúc đó mà phải mà cô vợ mình đã tác động có chồng chắc lẽ phùng rồi, có người đã giúp đỡ cho mình là người phụ nữ ngồi quán mình đi cầu ra đó, tóc nó ra nùi 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 vậy đó, trong tóc cái bụng ra là uống uống nó sổ ra đó. Dạ. Rồi không có thì bây giờ chắc Bùi Văn Thanh còn ở đây nữa, chắc là một là chết, hai là đi điên. Thấy cái hôm mà chú đến sư cả đi trị bệnh á, chú sổ ra nhiều tóc lắm hả tóc, chú? Tóc cho mình á, tóc mà cắt khúc như nè, tới chừng mà vô bụng mình đó là tóc còn nguyên cọng. Trời ơi. À. Rồi sổ ngoài ra tóc, đó. Ngoài tóc ra còn gì nữa không thưa chú? Về cái sự việc mà anh bị vợ anh thương yếm là như thế nào nghe cô chú? Lý do tại sao chú lại chọn con đường đi đi thưa chú? Buồn, trong lương tâm mình rất là buồn, không còn nghĩ tới gì nữa cả, lo mình vô chùa tu cho trở thành một người tốt đẹp, tiếp chùa làm phước. Thế mà chú về chùa Rô này được bao lâu rồi thưa chú? 7-8 năm rồi. Dạ. Lâu rồi, lâu lắm rồi. Chắc hẳn trong cuộc sống của chú đã trải qua những cái biến cố, những cái gì đó nó không tốt nên chú mới quyết định là chọn con đường quy y xuất gia đi tu đây. Dạ, đúng không thưa chú? Dạ đúng. Tại vì mình không còn nghĩ ngợi cái gì nữa, mình đã cố gắng hết sức rồi, không được rồi làm sao bây giờ? Thôi thì mình xin vô chùa đi tu là chẳng hơn. Thì sau khi chú xin quy y ở đây thì các vị sư trả lời cho chú như thế nào? Khi cả chỉ là tu dẫn tu mà tu cho bản thân thôi, còn tu chính thức cho mình là chùa Gô là người dân tộc không có tu được thì vẫn ở và sao màu vàng lại được, chỉ là vẫn được màu trắng thôi. Dạ. Vậy là chắc chỗ chú đây chỉ được thọ giới sari thôi chứ không thể nào lên tỳ kheo được đúng không thưa chú? Đúng rồi, đúng rồi. Sau hồi sớm chú xin quy cạo đầu mà các nhà sư không cạo đầu cho chú? Không, cạo đầu đi tu mà nhà sư cũng cho, tại vì không biết tiếng dân tộc. Dạ. Chỉ biết tiếng Việt. Tại nãy con gặp các vị sư nhỏ có chia sẻ là không hề cạo đầu cho chú Thanh đấy. Chú Thanh cho con hỏi là chú Thanh năm nay nhiêu tuổi rồi chú Thanh à? 48. Dạ. Rồi câu chuyện giữa chú Thanh và vợ tới bây giờ nó như thế nào thưa chú Thanh? Hôm qua em có chia sẻ với anh rồi mà. Dạ, tại hôm qua tối quá con cũng chưa có ghi hình á, nên hôm nay con muốn chia sẻ cho bà con cô bác anh chị biết. Thôi lỡ rồi em thì muốn kể thì đầu tới đuôi thì đây tôi kể cho nghe thì đầu tới đuôi một cái nữa. Dạ. Từ đây tới không kể nữa tại vì ông chỉ cảm có làm qua. Dạ. Ông không có nói gì hết tại vì á là đi làm là nhiều vườn lắm, mua trà lá cũng cỡ 200 triệu có trên, tiền thuốc cũng có 100 triệu rồi, mặn ăn thất bại được 2 năm quýt, rồi vợ nó mình không bằng không có tiền, thì thấy người đi ra ngoài cho đốc có người giàu có hơn mình, gặp người đó giàu có với cuộc quen người ta ngoại tình, Bùi Văn Thanh có bắt được, Bùi Văn Thanh định giết mà không giết gì con, bỏ qua đi về, là cô ta làm thêm một bùa người châm cho Bùi Văn Thanh uống, bùa đó là tóc bằng tóc bằng cách bỏ qua thơm nấu nước ấm ấm cho Bùi Văn Thanh uống, là sau này Bùi Văn Thanh điện cô ta không bắt máy nữa, cô ta để máy đổ chuông chứ không bắt không nghe, ngủ tới sáng luôn, điện tới sáng luôn ngủ không được vì nhớ vợ hoài á, không ngủ được. Bùi Văn Thanh đi làm mà làm cũng không nổi, làm rồi ngồi suy nghĩ lát cũng nhớ vợ chạy về điện cho vợ vô cuộc điện không được, nó cô ta tắt nguồn luôn, là Bùi Văn Thanh chịu không nổi nữa đi cũng như là chạy điên là kiếm thầy chờ cầu cứu, tại vì có một người chú là ông Chính ở Long Chiên xa quá ông cũng không kịp, là ông phải kêu kiếm thầy ở đây chạy qua nhờ sư cả ông tưới nước dùm cứu mình ở bên chùa bên đây tới bây giờ đây, chứ bây giờ mình không cứu mình sao mình sống nổi.
Câu chuyện khởi nguồn là do công việc của chú làm ăn không thuận lợi, thất bát, rồi, rồi vợ chú nảy sinh tình cảm với người khác. Và lúc đó chú đã bắt gặp vợ mình. Bắt gặp ở ngoài đường cao tốc, đèn bốn ngọn. Dạ. Rồi vợ chú về tìm đến người chăm để mà sử dụng thuật bùa ngải để mà triệt hạ chú luôn hay sao chú, hay là chỉ làm bùa để cho chú làm bùa một là chết, hai là khùng. Dạ. Hai cái đó thôi. Dạ. Thế cái phương thức bùa đó con có nghe chú chia sẻ là dùng tóc với các hương hoa thơm á, là như thế nào thưa chú? Nấu nước ẩm ẩm để dỗ dai cho người chồng mình uống một cái, dỗ dai người chồng phải giật mình mới được, là đưa chồng mình uống phải đọc ba câu thần chú, là uống vô trong vòng nửa tháng trở lại nhất định sẽ bị. Cái lúc mà mình gần bị rồi là cô ta đã theo dõi mình gà tới gà lui hoài à, coi mình bị cái gì là bị cái gì cái gì, người cô ta đã tắt nguồn luôn, không cho mình qua lại nữa. Là dùng tóc của chú Tóc nấu chung với các loại hoa, hoa thơm, hoa thơm, tóc của vợ nữa, phải có tóc của vợ nữa hả chú? Dạ. Rồi cho chú uống, nấu nước ẩm ẩm cho nó uống. Dạ. Rồi phải vỗ vào lưng của chú ba cái. Rồi đọc ba câu thần chú. Ba câu chú. Chú có biết ba câu thần chú đó không? Ba câu thần chú, tại vì nhất nhất trong miệng mình chưa có gành. Dạ. Cái người chăm nó rất là gành. Dạ. Tại vì mình không mấy, anh thì hỏi bên trên YouTube có nghe, có người đã chỉ hướng dẫn cho mình. Dạ. Ba câu chú. Sau khi bị vợ của mình cho uống một cái loại nước bùa. Dạ. Sau khi bị vợ của mình cho mình uống một cái loại nước bùa của người chăm đó, thì lúc đó chú có những cái biểu hiện gì không? Lúc đó chú có biết gì không? Không, lúc đó là mình đã hỏi, mình đã biết cái đó là cái bùa rồi. Mình vì mình yêu vợ, mình thương vợ, mình nhất định phải uống. Nếu mình mà làm sai trái thì mình sẽ chết. Mình làm không sai trái nhất định có người cứu. Bắt buộc uống rồi thì đâu cỡ tuần sau vậy đó là hai mẹ con cứ đuổi Bùi Văn Thanh đi. Đuổi đi rồi là lúc đâu cỡ hơn 10 ngày điện Bùi Văn Thanh ký giấy ly hôn. Rồi Bùi Văn Thanh hỏi gỡ đơn hồi nào mà ký giấy ly hôn, là ký giấy ly hôn vợ là chuyện gì, là bùi vợ Bùi Văn Thanh là đặng cô Đặng Thị Bích Dung là để ký giấy ly hôn để thiếu tiền ăn hàng cho đỡ đòi, vì Bùi Văn Thanh thương vợ quá cũng nghe lời vợ đi ký rồi thì 2-3 bữa sau vợ tắt nguồn điện không được nữa, là Bùi Văn Thanh chịu không nổi, lúc đó là bị bùa đó. Lúc mà chú bị bùa, chú có biết bản thân mình đang làm gì và biết được cái việc làm của mình không? Mình có còn kiểm soát được không? Không kiểm soát được. Dạ. Đi mua thuốc chuột và uống tự dặn. Chàng ơi, đã có người phước mặt ở trong vườn, có người phước mặt á, tại vì Bùi Văn Thanh ở trong K3 trường bắn á, ngay K3 ngay trường bắn mình á, khu vực núi cấm á, là ở trong vườn đó chỉ có mình nên à, là chạy ra quán ngoài Bà Lại á mua thuốc chuột về uống tự dặn, mà nó mình uống đã chết rồi sao mà lại mình đã sống, có người phước mặt đã cứu, không cho mình uống được 3 lần vậy đó, cứu 3 lần vậy thôi chết, tới giờ đâu còn qua đây sự khả thi của những việc làm của mình, như là mình đi mua thuốc chuột về mình uống như vậy á, lúc đó chắc nhận thức của mình đâu có biết, không biết trời trăng ở trên á, miễn lúc đó là cái bùa đó mình chịu hết nổi rồi, lúc đó mà miễn mà con vợ và người vợ mình á là nói là tác động có chồng nhất định lúc đó sẽ cùng, lúc đó là phải đi lang thang thôi. Nhờ cô ta không tác động có chồng, mình đi chị rồi cô ta tác động có chồng là quá muộn. Chú Thanh có thể chia sẻ cho con cùng với quý cô bác anh chị biết khoảng thời gian mà chú Thanh chung sống với vợ mình đó, thì có con cái gì không thưa chú Thanh? Có một đứa con gái Bùi Đặng Nhí. Yeah. Hôm nay 19 tuổi rồi, học lớp 12. Rồi con gái của chú Thanh hiện tại đang sống chung với mẹ. Thì sống chung với mẹ, biết 2-3 tiếng người, tiếng Hoa là tiếng người Chăm, biết nhiều tiếng lắm, tiếng Anh rồi. Nhưng mà sao con gái không ở với chú Thanh mà lại ở với mẹ? Tại vì con gái nó đã mẹ nó làm bùa cho nó uống, tác động không gặp cha nữa. Là con gái của chú vẫn bị bùa luôn. Dạ. Rồi bây giờ Bùi Văn Thanh đã nhắn tin mấy lần, đã cho người đi tới nhà cho hay dùm, đặng qua đây gặp Bùi Văn Thanh để gặp thầy tí cứu vừa mẹ và con.
thì Bùi Văn Thanh trả về tự do, không còn có ngày người tới nữa. Hôm ngày hai lần rồi mà không có tin tức gì hết. Lúc chú bắt gặp vợ mình đang cặp kè với một người đàn ông khác, mà sau lúc đó chú lại có cái suy nghĩ là không nên giết vợ mình. Trong thâm tâm của chú đang nghĩ gì? Cái người chị thứ năm á, là một mẹ khác cha, là ở ngoài đường cao tốc, là bán tạp hóa ở ngoài đường cao tốc á. Vì mình mua một cái điện thoại là 1.9 triệu, là tấm hình của vợ mình, kết bạn với vợ mình, làm theo dõi vợ mình, là người chị á. Có cái gì thì chỉ chụp hình lại cái nấy, chỉ gỡ bên đây cho em coi đó. Thì nói là lúc mà hai người nhắn tin với nhau á, chỉ cho hay là em phải ra trước bắt về em. Thì em vừa ra uống, còn kêu đi nước cà phê, chưa kêu uống hết đi nước cà phê nữa, thì vợ em ra tới là điện đó, vợ ra rút liền. Là lúc đó vừa chở vợ mình đi, thì mình tính chạy theo á, đặng giết cả hai luôn. Mình suy nghĩ tới con mình không giết được, mình chỉ về luôn. Là chú nghĩ tới người con gái của mình nên không có làm cái chuyện đó. Đúng rồi. Rồi cơ duyên nào đưa chú đến được với chỗ sư thầy ở chùa Rô thưa chú? Không biết như thế nào, chạy điên. Mình đã chạy tới Ba Thê luôn. Đã cô thầy vừa chạy vừa khóc cũng như con nít vậy đó. Là lúc đó là hết biết rồi. Lúc đó mà phải mà cô vợ mình đã tác động có chồng chắc lẽ phùng. Rồi có người đã giúp đỡ cho mình là người phụ nữ. Ngồi quán cà phê đã mình kể vô đó là khóc chung với mình, là tự bùa nó sẽ giải bớt một phần nào đó. Rồi đó mình phải chạy về ngược thì sư cả, mình nhớ là sư cả là mình chạy ngược đây. Vậy là trước đó chỗ chú Thanh biết sư cả rồi hay chú Thanh? Có biết trước, biết sư cả lâu rồi, mà biết sư cả là phép nữa mà mình không có nhờ được, tại vì kết nghĩa anh em. Là chỗ chú Thanh với chỗ sư cả là có mối kết nghĩa anh em. Dạ. Rồi mình không có nhờ được. Dạ. Rồi sau này mình đã chịu hết nổi rồi, mình bắt buộc mình phải quỳ, xin quỳ xuống năn nỉ ổng và khóc ổng mới cứu. Thế chỗ sư cả trị bệnh cho chỗ chú Thanh mất bao lâu thưa chú Thanh? Từng lễ. Một tuần. Ngày đêm. Dạ. Rồi kêu Bùi Văn Thanh ngồi chánh điện, sáng ngồi tới 7 giờ, chiều ngồi tới 9 giờ, ngồi chánh điện, ngồi thiền. Dạ. Cho nó bớt đỡ đau đớn cho mình á. Khoảng thời gian mà chú Thanh bị dính bùa như vậy thì cơ thể mình nó đau đớn lắm hả chú Thanh? Đau đớn lắm, không biết trời chăng gì, nhưng là người ta giả để cười giỡn đùng đùng, chỉ là mình ngồi cái quán phê chung người ta thôi, chỉ gục mặt thôi, ôm gục mặt chúng thôi, chứ không có chuyện với ai, không cười vui ai trên. Ta cười làm mình chẳng nín thinh à, nó ngộ vậy đó. Ở thời điểm hiện tại thì chú Thanh thấy sức khỏe của mình như thế nào thưa chú Thanh? Bình phục hoàn toàn 100% chưa hay là... Cái lúc đó là Bùi Văn Thanh chưa bị bùa, lúc đó là còn trắng tươi mập mạp lắm. Bây giờ rất là ốm, rất là già đi. Là trong vòng cỡ nửa tháng nay, ý là năm tháng nay chứ, năm tháng ạ. À. Lúc mà bị tháng 4 là tới bây giờ. Bị tháng 4 là trong vòng tháng 4, tháng 5 đi qua chưa cả, ngay tháng 6 đó là bước vào tháng 7 là hết. Ở thời điểm hiện tại chú Thanh thấy sức khỏe của mình như thế nào? Mình bình phục hoàn toàn sức khỏe chứ? mình bình phục trở lại như là hồi xưa trở lại rồi, mà mình cũng hơi già đi, nghĩa là thể trạng của mình thì chưa có lấy lại phong độ giống như trước đây. Đúng còn sức khỏe là mình đã bình phục hoàn toàn. Rồi sức khỏe bình phục hoàn toàn rồi. Bây giờ là những việc làm của chú là coi như chú kiểm soát được hết và biết mình đang làm gì đúng không? Đúng, đúng rồi. Bây giờ mà nói cái gì thì chắc lẽ biết. Dạ. Có lẽ khi nói rồi, có lẽ khi quên lại nói lại cái khác nữa, không chừng. Dạ. Cái gì trong mình nó vẫn còn có lẽ 10 phần chỉ còn một phần mình. Dạ. Nó chưa hết hẳn. Nghĩa là mình vẫn còn... Còn. Vẫn còn một phần trong đó ha. Dạ, vẫn còn chưa... phần tóc á. Dạ. Cái lúc mình đi cầu ra đó, tóc nó ra nùi vậy đó. Trong tóc bụng ra là uống sổ ra đó. Dạ. Rồi không có thì bây giờ chắc Bùi Văn Thanh còn ở đây nữa, chắc một là chết, hai là đi điên. Thấy cái hôm mà chú đến sư cả đi trị bệnh á, chú sổ ra nhiều tóc lắm hả tóc, chú? Tóc cho mình á, tóc mà cắt khúc như nè, tới chừng mà vô bụng mình đó là tóc còn nguyên cọng. Chàng ơi. À. Rồi ngoài tóc ra còn gì nữa không thưa chú? Không, tóc không à. Chỉ tóc.
lúc mình uống thì vừa tóc vợ mình và mình với các bộ hoa thơm đó, chứ mình sổ mình đi cầu sổ ra đó thì chỉ tóc không à, với nước không à, không có cái gì hết. Con được biết chú trước đây là người theo đạo Công giáo đúng không thưa chú? Dạ, đạo Công giáo, đạo Thiên Chúa. Dạ. Là mình với vợ mình thề là một đạo Công giáo đó, dù nghèo hoặc gì khổ, đau hoặc đố ốm cũng sống tới già tới chết không thay đổi. Rồi sau này sẵn cưới vợ, có rủ vợ lên núi Cấm, lên núi Cấm chùa Bạc Lớn á, có thề, một là thề với vợ, vợ cũng thề chung, mà vợ không giữ mình sẽ giữ, mình không cưới vợ nữa. Dạ thưa chú, con được biết cô chú anh chị theo đạo Công giáo thì sẽ không tin vào tâm linh và không tin vào những chuyện ma mị hay là buồn ngãi gì đó chú. Đúng rồi. Nhưng mà chú là người đã theo đạo Công giáo từ lúc nhỏ, rồi khi chú trải qua cái giai đoạn này thì chú mới tin vào tâm linh hay sao chú? Em thì đạo Phật, rồi sau này theo bên vợ á, cưới vợ phải theo đạo Công giáo người ta mới cho cưới vợ, mình phải theo Công giáo mới cưới vợ mình được. Đó. Vậy là trước đó chú là người theo đạo Phật nhưng mà vì cưới vợ nên mới theo đạo Công giáo. Đúng rồi. Nhưng mà thường á thì con thấy đạo Công giáo nha, không có tin vào tâm linh với chỗ buồn ngãi, mày không biết vợ chú là người đạo Công giáo gốc á. Đạo Công giáo gốc hồi đó vợ luôn. Dạ dạ chú dọn. Mà tại dạ chú chờ con cái nha. Dạ. Sẽ không có tin vào tâm linh mà vợ của chú là người đạo Công giáo gốc từ gốc luôn. Nhưng mà không biết tại sao vợ chú lại tìm đến con đường buồn ngãi tà thuật như vậy chú. Tại vì vợ của Bùi Văn Thanh này nó đã ngoại tình, nó nghe người tình hướng dẫn mùa này về giết chồng, tận đoạt được người, được ý muốn của mình, đạt được ý muốn của mình. Chắc cuộc bây giờ cô ta không được đạt được ai cả hết, trở thành một người đã ốm đi, một người đã đen đi, rất là ốm, rất là đen. Có nghĩa sau khi dùng bùa thuật để mà triệt hạ chú không thành công, chú khỏe trở lại là những cái tác dụng đó nó phản ngược lại, nó trở lại. Dạ. Trở lại cho người vợ mình, trở lại cho người thẻ luôn. Dạ. Bây giờ vợ mình giờ rất là ốm, rất là đen, ốm dữ lắm, nay chắc còn dữ lắm 30 kg. Dạ. Đen, rất là đen luôn, rồi mặt mày nó đen lo chảo sao, đen gan vậy mà đốm gì. Theo những gì mà chú chia sẻ với con á, trước đây chắc chú đã từng có một cuộc sống rất là hạnh phúc đúng không thưa chú? Đúng rồi. Con thấy chú làm kinh doanh về xài cũng khá lớn ấy. Dạ đúng. Cũng chỉ vì cuộc sống mình làm không ra tiền rồi mọi chuyện đó. Lúc em mới qua em bị khổ quá, chịu không nổi đó, là em có lúc chưa cả mà lúc ổng cúng Tết thì Tết gì đó, Tết thư gì đó, mình không biết có cái Tết gì. Khương Me chú ạ. Dạ, có quay phim đăng lên rất là nhiều. Dạ. Có quay phim trong máy do ông đội nè, đăng lên là vợ theo dõi mỗi ngày mỗi đêm. Có quay phim chú hả? Không, tôi quay phim cho mình á. Dạ. À, mình đăng lên á. Dạ. Mình kiếm là người là cầu cứu á. Dạ. Còn mình đăng lên rồi vợ mình đã theo dõi mình mỗi ngày mỗi đêm. Mình đã quen có một người cô giáo đã điện nhắn tin qua lại cho mình, là cô ta nhắn tin đã còn vợ, là cô ta cố tình là giết hại chồng mình cho chết luôn, không có để cho cưới ai và sống nhai hết. Vậy là trong lúc chú bị bệnh ấy, bị dính bùa là chú có đi tìm thầy để mà chị, chú có quay phim để đăng lên thì vợ chú có theo dõi? Có. Dạ. Chú ơi, có ngày miễn mà quen bên sư cả nè, là nhờ sư cả thì vợ đã điện qua sư cả 2 lần. Dạ. Kêu sư cả đừng có hại vợ mình nữa, vợ đừng hại con nữa. Dạ. Đặng con màng nuôi con gái con. Dạ. Là nói đừng sư cả, không cho sư cả cứu Bùi Văn Thanh nữa. Dạ. Bùi Văn Thanh chết luôn. Dạ. Đúng là con người rất là ác. Dạ thưa chú Thanh, sau khi nghe câu chuyện của chú á thì con mới nghĩ là bây giờ con mới biết nguyên nhân là tại sao chú muốn quy y tại chùa Rô rồi ạ. À. Có dạ, phải chứ. Là chú nghĩ là mình được tái sinh lại một lần nữa ngay tại ngôi chùa này nên chú quyết định là đúng quy rồi. Y đúng không thưa chú? Đúng rồi. Tại vì mình nhờ mình về đây có người chưa cả chùa Rô đã cứu mình. Mình như chết đi lại sống lại. Bây giờ mình phải thức khuya thức dậy 4 giờ rưỡi nấu cháo cho chùa. Rồi mình xin chùa tu luôn, mình không có cần có vợ gì nữa. Mình chỉ đi làm ăn rồi là mình ở đây luôn.
Hiện tại là chú vẫn thức dậy 4 giờ rưỡi sáng để mà nấu cháo cho các vị sư chùa. Đúng rồi. Nhưng mà con thấy đi xuất gia đi tu ấy thì sẽ có rất là nhiều giới luật á. Chú có còn bận tâm về những cái gì ở ngoài đời không? Không luôn. Tại vì khi đã quy y rồi thì mình phải giữ cái giới luật của mình rất là nghiêm. Đúng rồi. Bây giờ cũng là họ sư cả cũng cho phép làm hết mùa năm nay là mùa xài á là nghỉ rồi về chùa này. Sư cả có nói. Dạ. Có nói gì không? Làm cái vườn này nè. Hết tên này 60 công rồi bên cao ba bển cũng chắc cũng nhiều. Có nên hả? Dạ. Không có mướn ai cả. Hồi xưa giờ là chú trồng xài không hả chú? Làm vườn xài không à? Dạ. Bây giờ chỉ hồi xưa giờ đâu có làm gì đâu, chỉ làm xài, mua xài bán đi bán lại đó. Thì có đồng tiền vô ra nó rất là nhiều, rất là đủ ăn đủ xài. Rồi thất bại vì khu 2 năm Covid á, rồi thất bại 2 năm đó, vợ nó hại mình. Sau khi khỏe khoắn được như bây giờ thì giờ chú có nhớ đến con gái của mình không thưa chú? Bây giờ không còn nhớ gì nữa cả hết. Chỉ là nhớ một mình và các sư thôi. Còn ngoài ra không còn nhớ ai hết. Bây giờ chuyện vợ con với con cái là coi như chú gạt sang một bên rồi. Gạt qua một bên luôn. Rồi còn... chỗ cha mẹ mình thì sao thưa chú? Không nghĩ tới luôn. Bây giờ mình đã qua chùa rồi, mình không còn nghĩ tới cha mẹ và con cái của mình nữa. Và vợ mình nữa. Con nghĩ chú đã giác ngộ được người thân phần cũng, gì đó trong cuộc sống. Người thân cũng không có còn nghĩ tới luôn. Chỉ là muốn đi mần thì xách xe chạy đi mần rồi chạy về ở bên chùa. Còn ngoài ra không nghĩ gì nữa hết. Bây giờ trong tâm trí của chú là chỉ nghĩ tới việc quy y và xuất gia. Dạ đúng rồi. Bữa đó là Bùi Văn Thanh có qua bên K3 chừng bắn đã xịt xài. Chiếc xe bể bánh Bùi Văn Thanh có sửa xe là... Con gái và vợ có chạy ngang Bùi Văn Thanh, thấy Bùi Văn Thanh là chạy bọc về sau lưng cho coi Bùi Văn Thanh có giờ mà không. Ghé quán vô quán cà phê uống rồi coi Bùi Văn Thanh có chạy lại không. Rồi Bùi Văn Thanh không ngó ngàng tới, không kệ luôn, Bùi Văn Thanh vẫn về bình thường. Thì đã có lời thề rồi, trừ chết sống bên vợ với chồng, còn không nữa thì ở gì, không có vợ nữa. Sau những gì mà chú chia sẻ thì sư cả nói với chú là chú không có rành về tiếng Khmer và không biết được những cái nét văn hóa truyền thống của cô bác anh chị người Khmer. Thì chú chỉ được mặc bộ đồ trắng để mà ở lại coi như là làm công quả trong chùa đó. Đúng rồi, thì chú có ý định là ở lại không? Hay là phải quy y thọ giới thì kheo chú mới ở lại? Còn nếu mà mặc đồ trắng thì chú không ở lại? Không có cần mặc đồ gì hết trơn, chỉ là ở trong chùa. Tiếp chùa cái gì mình được tiếp, chứ mình không đi chỗ khác nữa. Từ đây trở đi sau, vô lúc nào cũng gặp Bùi Văn Thanh ở đây, sáng chiều hoặc tối ngủ đây luôn, không có đi đâu nữa. Lúc sớm thì con có nghe chú Thanh chia sẻ là vợ của chú dùng tấm hình của chú để mà đúng rồi đương ba tấm hình sao chú? Đúng rồi. Lúc đó tại vì mình muốn kể tắt cho mau, mình không muốn nói từ đầu tới đuôi. Tại vì đi làm cho bùa, mình uống cho Bùi Văn Thanh uống á, vợ người vợ đi làm bùa cho chồng uống á, phải ba tấm hình. Miễn mà hai người thì vợ và chồng, còn có con nữa thì làm luôn cho con luôn. Cho chồng uống, cho con gái uống luôn, con gái cho mẹ, con gái tách gọi cha. Còn miễn làm hai vợ chồng làm á, thì chồng sẽ khùng. Nhưng mà tấm hình đó dùng để làm gì thưa chú? Tấm hình đó dùng để làm người là người Chăm đã làm bùa, làm phép đem về các loại hoa thơm và tóc của mình đó đem về cho chồng mình uống. Dạ dạ khoan. Lúc nãy chú có chia sẻ với con á, vợ chú dùng hình của chú và hình con gái chú là một hai tấm hình, ba tấm hình. Tấm hình vợ và con gái chỉ là đau lưng này thôi. Con gái với vợ chỉ đau mặt lại thì vợ với con gái gặp mặt, còn Bùi Văn Thanh chỉ là tách gờ ra thôi, gặp là tách ra chứ không có gặp lại mặt nhau nữa. Có nghĩa là dùng ba tấm hình, vợ chú và con gái chú thì sẽ đối diện với nhau, gặp mặt nhau, còn chú là sẽ quay lưng chỗ khác. Quay lưng chỗ khác, tại vì mặt với mặt úp nhau mới gặp được, còn lưng úp nhau thì đi ra, không gặp được. Rồi, có nghĩa là dùng... Giả tỷ mình gặp trên đường đi, mình kêu cũng không được, cái miệng mình đã cứng rồi.
Vậy là bùa đó là phải có hình của có người, của người nữa, của vị thành viên trong gia đình mới mới làm được, mới phát huy tác dụng được, đúng làm tác dụng chắc cũng 100%. Dạ. Rồi hôm qua chú có chia sẻ với con đó là chú mướn một người phụ nữ tại vì ngày 500 ngàn là sao thưa chú? Cái đó tại vì lúc đó ngay chân cái một xài đi, lúc đó bẻ xài đùng đùng, rồi lái cũng đi kêu Bùi Thanh đi mua để giao lại cho lái thì kia kiếm tiền đó. Rồi cô ta tác động có chồng, viết giấy đỏ qua cho sư tác động có chồng, đừng có kiếm cổ nữa, con ta có chồng rồi. Nó là Bùi Văn Thanh bắt buộc phải mướn một người làm gái đi chở lên giường thôi, chỉ ngồi một chỗ đó thôi, không cần làm gì hết, cũng ngày cũng cho 500 ngàn, không cho một tuần lễ thì các tác động nó như là nó trôi qua đi, cũng như là hết, không còn gì nữa. Nghĩa là phải tìm một người con gái thay thế vị trí giống như là vợ chú, đúng không thưa chú? Đúng rồi, đã cái bùa đó đừng có tác động nữa. Dạ. Nó phải nằm đó chịu đó. Dạ. Nó quay trở lại đó. Tại vì cái bùa đó là đó, cái người bậc tư của Bùi Văn Thanh á, là ông tư bé, ông chết rồi, ông rất là giỏi, ông có chỉ hướng dẫn là bùa bị cái gì đó, thằng mình phải giải cho mình. Mà cái bùa tóc này Bùi Văn Thanh giải không được, có chỉ giải được có bao nhiêu thôi, nhớ bao nhiêu giải nhiều lúc đó là hết biết rồi. Phải lúc đó mà còn biết chắc thuốc uống làm được, lúc đó là hết biết rồi, chỉ được giải được có một người đã cứu mạng thôi. Nhưng mà lúc đó mà cô giáo Dung đã tác động có chồng, lúc đó mà không có người thay thế, lúc đó không biết làm sao để nói. Lúc đó mình chưa có biết được mình sẽ cùng, mình sẽ chết hay là mình sẽ đâu, lúc đó mình chưa biết được. Chú Thanh cho con hỏi, sau nhiều ngày được sư cả chỉ bệnh đó, bằng cách đưa cho mình vào ngồi trong chánh điện để mà ngồi thiền, để mà nghe kinh kệ, thì trong lúc chú Thanh ngồi thiền nghe kinh kệ thì chú Thanh có giác ngộ hay là có chiêm nghiệm ra được những cái gì đó tinh tấn từ trong Phật pháp không thưa chú Thanh? Đúng rồi, là Bùi Văn Thanh ngồi thiền đó là cứ niệm Phật, cứ đọc kinh như sư cả đã dạy cho, đọc được chữ nào nên chữ nấy, là chỉ là nhớ chỉ bao nhiêu thôi chứ không còn nhớ ngoài ở ngoài hoặc ở trong nữa, chỉ nhớ chùa chiền với là nhớ các mấy sư để giúp đỡ cho mình thôi qua khốn khổ này. Chú Thanh đọc kinh là mình đọc kinh Bali hay là mình đọc kinh tiếng Việt thưa chú Thanh? Kinh Bali thì Bùi Văn Thanh tại vì chữ nghĩa mình không biết, chứ mình biết chỉ là Nam Mô với Phật thôi, chứ là biết cái gì giờ Nam Mô Phật ca này kia đó rồi đó thì mình có biết gì đâu giờ mình đọc cho nhiều được. Yeah. Tại vì sư cả không có chỉ cho tới mình, sư cả sợ mình chết đã lo cứu cho mình không à, đâu có còn nghĩ tới mà dạy mình đọc kinh đâu, mình chỉ là kêu dạy đọc bao nhiêu đỡ bao nhiêu đó, chỉ có bao nhiêu thôi, chứ giờ Bùi Thanh bây giờ nói giờ sao giờ. Mà cơ duyên nào đưa chỗ chú Thanh với chỗ sư cả kết nghĩa huynh đệ thời tại vì đó? Đó Bùi Thanh đi mua xài trái bán đó. Dạ. Rồi chạy ngang vụ này gặp xài trái, mua xài trái của sư cả. Dạ. 3 triệu. Rồi sau này Bùi Thanh gặp sư cả, thấy ổng rất là hiền hậu, rồi có nhân tình, mình cũng ổng kết nghĩa anh em, ổng vừa cũng đồng ý. Rồi sau này ổng giao xài cho làm luôn tới bây giờ. Dạ. Cũng rất là lâu. Dạ. Nhiều năm rồi. Dạ, trò chuyện với chú Thanh nãy giờ cũng lâu rồi á, không biết chú Thanh có bận việc gì không à? Con có đi làm tiếp sư. Dạ, thôi bây giờ con với chú Thanh vào trong chùa luôn đi ha, để con gặp sư cả, để con trò chuyện với sư cả thêm. Bây giờ hôm nay con đến... Anh, giờ anh vô sư cả nói chuyện với sư cả đi, vô nhà bếp còn cơm nước nữa. Dạ, bây giờ chú Thanh phải... mình lo cho mình. Dạ, chú Thanh phải vô nấu cơm ha. Dạ, con mời chú Thanh đi trước ạ. Rồi, không đi ra vòng ngoài này. Dạ, con có đi một clip đi. Riêng về chỗ Phật bò. Không, nó không nói ra nữa. Dạ. Tại vì sư cả khiêm tốn đúng không chú Thanh? Rồi, sư cả đã nói mình khi giúp chưa được thành công, anh đừng có nói nữa. Dạ. Mà nào ngay mình cũng không có nhà sư cả, chắc mình cũng lên đường rồi. Dạ. Chùa Rô nằm ở trong sóc sâu như thế này, ít Phật tử quá ha anh Thanh ha. Dạ, tại vì ở đây là rừng sâu rừng xa. Dạ. Không có người. Cái buổi chiều là anh Thanh nấu cơm, chú Thanh chứ. Cái buổi chiều là chú Thanh nấu cơm là dùng cho mình đúng không thưa chú Thanh? Dạ, dùng cho mình, tại vì sư nói đừng có nhịn theo sư nữa, ăn buổi chiều đi. Dạ, là trước đó chú đã
ăn theo giờ ngọ, theo các vị sư đúng không chú Thanh? Dạ. Nhưng mà nếu chú Thanh chưa quen á, nếu mà ăn theo giờ ngọ như vậy thì sẽ bị kiệt sức cái chú Thanh. Không có, cũng như mình cùng. Dạ. Ta sao mình gì? Chú Thanh bây giờ là coi như là chỉ nghĩ tới con đường tu tập thôi đúng không ạ? Dạ, không nghĩ gì nữa hết. Dạ. Nhà bếp ở đâu chú Thanh? Dạ. Dạ rồi, con chào chú Thanh nha. Dạ, dạ. Cảm ơn. Dạ.